Chúng mình là câu lạc bộ tiếng Nhật được thành lập dưới sự bảo trợ của Jellyfish Education Việt Nam, trực thuộc tập đoàn Jellyfish Japan. Ngay từ khi ra mắt, Papiru đã gây được tiếng vang lớn trong cộng đồng học sinh trung học phổ thông trên cả nước, đồng thời được đánh giá là một trong những câu lạc bộ tiếng Nhật năng động nhất hiện nay. Bởi bạn sẽ có cơ hội được học tiếng Nhật miễn phí. Sau khi hoàn thành các khóa học, bạn có thể tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia khối D6 hoặc có cho mình những suất học bổng giá trị, ghi danh vào các trường Nhật ngữ, đại học top đầu Nhật Bản. Thêm vào đó, các sự kiện định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 12 hàng năm do Jellyfish phối hợp cùng nhà trường tổ chức sẽ giúp bạn có được hướng đi đúng đắn cho tương lai của chính mình. Là thành viên của câu lạc bộ, bạn cũng được tham gia những lễ hội Nhật Bản đúng nghĩa với những hoạt động như mặc yukata chụp ảnh cùng hoa anh đào, học làm origami hay kirigami, chơi phi tiêu, bớt cá vàng, trang trí đèn lồng Nhật Bản. Ngoài ra, các bạn còn có thể học và thi nhảy yosakoi hay tự tay làm bánh mochidai fukku và thưởng thức thành quả của mình. Siêu hấp dẫn đó! Với mục tiêu xây dựng một môi trường học tiếng Nhật bổ ích cho các bạn học sinh trung học phổ thông trên địa bàn cả nước, Jellyfish đã thành lập câu lạc bộ tiếng Nhật Papiru, nơi học sinh có thể giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm học tiếng Nhật, gắn kết hơn nữa mối quan hệ giữa các bạn học sinh yêu thích ngôn ngữ, văn hóa và con người Nhật Bản thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa Việt-Nhật. Hơn nữa, nhằm giúp các bạn nhanh chóng cải thiện khả năng tiếng Nhật của mình, Jellyfish đã phát triển thành công phần mềm học tiếng Nhật Papiru. Với ứng dụng này, bạn có thể tự học thông qua các video mô phỏng sẵn có bởi những vật anime sinh động, cùng sự hỗ trợ của các giảng viên Jellyfish Việt Nam. Mỗi tuần cũng sẽ có một buổi học trực tuyến với giáo viên người Nhật, giúp bạn giải đáp thắc mắc cũng như kiểm tra và điều hướng bạn theo đúng lộ trình học tập nữa đấy. Thông qua câu lạc bộ tiếng Nhật Papiru, chúng mình hy vọng có thể góp một phần công sức trong công cuộc phát triển giao lưu văn hóa Việt-Nhật và hỗ trợ các bạn học sinh Việt Nam dễ dàng tiếp cận được với những chương trình đào tạo và nền tảng học tập tiên tiến nhất.